trên phố đường tàu. Xin chào quý cô chú chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:30 ngày 21 tháng 8 năm 2021. Tàu điện đang ngõ Hàng Bông quý vị và các bạn. Tối hôm qua, chiều tối hôm qua, thủ đô Hà Nội mưa to. Hình ảnh trên ngõ Hàng Bông. Chiều nay em Việt Tàu Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ phố cổ Hàng Bông qua tới phố Quốc Tử Giám. Nhiệt độ bây giờ khá oi, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C, trời rất oi quý vị và các bạn. Ở trên phố cổ Hàng Bông như quý khán giả và các bạn thấy rất nhộn nhịp. Quý vị và các bạn tới kênh của em Việt Tàu Việt, hãy tặng em Việt Tàu Việt một like ạ. Quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm giác bầu trời thủ đô Hà Nội vẫn còn rất nhiều nước. Và em Việt đang ở ngã tư cửa Nam. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên phố cửa Nam đoạn này em nhận thấy đóng cửa nhiều. Là ngã tư cửa Nam và đường phố Lê Duẩn. Sau khi đã hàng xong ít nhất 30 phút, chuẩn bị sản xuất xây dựng kế hoạch ban đầu và điều tiết hướng vận tải.
clip này sẽ mưa ở chúng ta đoạn từ cách là quan trên phố đường tàu. Hình ảnh trên phố đường tàu Nguyễn Quyền, các vị khách đang là chụp hình đi lại những hình ảnh. Và trước màn hình là những hình ảnh trên đường phố Nguyễn Quyền, cảnh kinh doanh buôn bán rau kéo vẫn còn giữ lại. Mời quý khán giả cùng nghe Việt đi qua phố chợ Hồ Chí Minh để cảm nhận không khí kinh doanh buôn bán vào buổi chiều. Hình ảnh trên tuyến phố Trần Quý Cáp.
mà phố Văn Miếu và Quốc Tử Giám, đúng không ạ? Bầu trời thủ đô Hà Nội xám xịt rồi, cảm giác mưa đến nơi rồi tất cả các bạn. Đây thì cần giả các bạn màu thôi. Ôi trời, sáng xịt đang bao phủ đường phố Văn Miếu. Rồi, các cô bắt đầu che ô rồi. Hình là ngã ba Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Trên đường phố Quốc Tử Giám vẫn chưa xong quý vị các bạn, công trình đang thi công. Đường phố Văn Miếu tối om rồi. Cảm giác thủ đô Hà Nội mưa đến nơi rồi. Trong Văn Miếu thì em biết thấy đang có một số du khách đang vào trong tham quan. Đây có một du khách vừa xuống xe. So với các clip trước thì em vừa thấy chiều nay vắng các du khách hơn. Chúng mình là những hình ảnh ở Hồ Văn với Văn Miếu. Đến nơi rồi các bạn ơi. Trời tối om như mực.
cảm ơn chú cô chú chị cùng em Việt đi tham quan thủ đô Hà Nội vào buổi chiều on. Chúc chú cô chú chị và các bạn luôn ở đây là vui và một ngày sức khỏe. Hẹn gặp lại chú cô chú chị các bạn ở các trường tiếp tới. Hình ảnh trên tuyến phố Cát Linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.